Lạy Chúa của chúng con thật hết sức là được phước. Mỗi lần chúng con hát bài hát nói về ân sủng lạ lùng làm sao Chúa đã cứu chúng con, và lòng chúng con chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa. Bởi vì đang khi chúng con tràn đầy lệ đắng, tràn đầy tuyệt vọng và tràn đầy mùi của sự chết, thì Chúa đã đến với chúng con. Chúa yêu chúng con, Chúa chọn lựa chúng con, và Chúa còn ban cho chúng con có lời của Ngài. Đó là lời mà chính Chúa Cơ Thế Giê-xu đã tuyên bố: trời đất có thể qua đi, nhưng một chấm một nét lời của Chúa không bao giờ qua đi. Chúng con đang sống trong một thế giới đầy tối tăm, nhưng cảm ơn Ngài, Ngài ban cho chúng con chân lý là ánh sáng để rọi dẫn chúng con đi không có sai lạc. Ngài ban cho chúng con chân lý để dạy chúng con sống một cuộc đời làm vinh hiển danh Chúa, sống một cuộc đời theo dấu chân của Chúa Cơ Thế Giê-xu chúng con. Chúa ơi, lời Chúa rất sâu nhiệm, tâm trí chúng con thì rất hữu hạn. Vì vậy con cầu nguyện xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật sẽ dạy dỗ, dẫn chúng con vào mọi lẽ thật buổi sáng hôm nay, để lẽ thật này không phải là văn tự, bởi vì văn tự làm cho chết, nhưng mà thần linh của Ngài sẽ làm cho sống động trong lòng của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con, Chúa ở với chúng con và Chúa thăm viếng trên mỗi lòng của chúng con. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đối với trẻ em thì hạnh phúc hay là cái niềm vui của họ thì các em nhỏ rất là đơn sơ. Đối với họ, hạnh phúc đó là chiếc áo mới, là que diêm, là cục kẹo, là mật ngọt của cuộc đời. Nhưng mà khi chúng ta đến tuổi già rồi thì quý vị biết, khi mà đối diện với bệnh tật, đối diện với những cái ngày mỏi mòn của cuộc đời, thì quý vị thấy là đại đa phần các cụ không có ao ước gì hơn đó là sức khỏe. Hạnh phúc của các cụ già đó là có sức khỏe tốt là mãn nguyện lắm rồi. Bởi vì sau khi bao nhiêu những cái vinh nhục và nó qua đi rồi thì không có cái gì là quý hơn đó là sức khỏe của tuổi già. Mà khi còn trung niên thì quý vị biết rồi, chúng ta cứ nghĩ hạnh phúc là có tiền bạc, có công danh sự nghiệp, nổi tiếng, giàu có. Đó là phương diện của con người. Quý ông bà anh chị em biết, trong cuốn từ điển Bách Khoa của tiếng Việt của chúng ta thì có định nghĩa về hạnh phúc như thế này: hạnh phúc là sống trong một cái trạng thái sung sướng và do đáp ứng được mọi cái ý nguyện của mình. Và từ điển của Việt Nam chúng ta định nghĩa hạnh phúc là như vậy. Nhà y học cũng là kim triết gia là ông Albert Schweitzer thì ông định nghĩa hạnh phúc không phải, không có gì khác hơn đó là ngoài sức khỏe tốt và một trí nhớ sâu. Quý vị thấy là ông định nghĩa, ông là một triết gia và ông nói có cái lý của ông. Ông nói là hạnh phúc không có gì tốt hơn đó là sức khỏe tốt và một trí nhớ sâu, tức là dễ dàng quên, quên nhiều chừng nào thì càng tốt chừng nấy, bởi vì chúng ta sẽ không có còn phiền muộn nữa. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Quý vị nghĩ là làm thế nào để chúng ta có thể sống an vui hạnh phúc đây? Đề tài tôi muốn học với quý vị buổi sáng hôm nay đó là sống an vui. Sau khi chúng ta sống hòa bình rồi thì chúng ta sẽ học với nhau cái đề tài kế tiếp, đó là sống an vui. Nhưng mà làm thế nào để sống an vui? Lời Chúa dạy cho chúng ta rất là rõ: ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải làm gì? Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải làm gì? Có ba cái bí quyết mà lời Chúa dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Bí quyết thứ nhất đó là lời nói thì phải giữ gìn miệng lưỡi của mình. Bí quyết thứ hai đó là hành động, tức là lánh điều ác, làm điều lành. Bí quyết thứ ba đó là có thái độ tích cực, là phải tìm kiếm, đeo đuổi sự hòa bình. Điểm thứ nhất chúng ta cùng học buổi sáng hôm nay đó là lời nói, thì chúng ta phải giữ gìn miệng lưỡi. Watch your mouth. Ở trong câu thứ 10 Kinh Thánh ghi: và ai muốn yêu sự sống mình và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn túi bạc, kho tiền,
không? Giữ gìn miệng lưỡi của mình, đừng nói điều ác và điều gian dảo. Nếu quý vị ao ước cuộc đời mình trở nên đáng yêu và những ngày trời trên đất trở nên tốt lành, thì điều đầu tiên chính mình tôi và quý ông bà anh chị em cần phải làm, đó là giữ gìn miệng lưỡi của mình. Tại sao vậy quý ông bà anh chị em? Tại sao chúng ta không cần phải giữ tiền, giữ bạc, giữ vàng, nhưng mà điều đầu tiên muốn đời sống mình an vui thì phải giữ gìn cái miệng, cái lưỡi của mình? Bởi vì một người không biết giữ gìn miệng lưỡi, đụng đâu phân đó, không biết bẻ kẻ trên người dưới, thì rất rất là nguy hiểm. Một trong những điều khó nhất trong đời sống đó là làm sao để giữ gìn miệng lưỡi chứ không phải giữ tiền, giữ bạc. Quý vị sẽ thấy làm sao để giữ gìn miệng lưỡi. Lời Chúa dạy cho chúng ta thấy, trước khi chúng ta coi ở trong châm ngôn thì chúng ta thấy có một cái câu nói của ông Thomas Fuller. Ông là một học giả và cũng là một tâu tớ của Chúa. Ông nói là chim thì bị vướng vì cái gì? Vì chân. Người bị vướng vì cái lưỡi. Chim bị vướng vì chân, người bị vướng vì cái lưỡi. Cho nên chúng ta phải giữ gìn miệng lưỡi. Và tác giả châm ngôn khuyên chúng ta như thế này: kẻ canh giữ miệng lưỡi của mình giữ được mạng sống mình, kẻ nào mà hở màu quá thì sẽ bị bại hoại. Ai canh giữ miệng lưỡi của mình thì giữ được mạng sống, hễ hở mâu quá, tức là đụng đâu phan đó, nói nguyên thuyên bất tuyệt hay là nói nhiều đó, mà nói không biết control á, nói không biết đúng với sai gì hết á, thì hãy hết sức là nguy hiểm. Điều này có nghĩa rằng một người cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình sẽ giúp ích cho người đó rất là nhiều, và thậm chí có thể bảo toàn mạng sống của cá nhân người đó. Người Việt Nam của chúng ta có một câu nói như thế nào: lời nói cứu người. Lời nói cứu người. Quý vị có tin như vậy không? Lời nói có thể cứu người, nhưng mà cũng có thể giết người. Ghê như vậy đó quý ông bà chị em. Và Thánh Kinh dạy chúng ta phải giữ gìn miệng lưỡi bằng cách làm hai điều. Điều thứ nhất đó là đừng nói điều ác. Don't speak evil. Đừng nói điều ác. Sứ đồ Phi-rơ khuyên cho chúng ta trong câu thứ 10 trong đoạn 3 đó, hai điều. Điều thứ nhất là đừng nói điều ác. Don't speak evil. Người Việt chúng ta thì có câu là lưỡi không sướng thì nhiều điều lắc léo, chứ không phải một điều. Mà miệng không vành thì mé mó tứ tấp. Lưỡi không xương á, thì là nhiều điều lắc léo, miệng không vành thì mó méo tứ tung. Câu hay thiệt hả chứ quý vị ha. Miệng mà không vành, quý vị hiểu cái câu đó ha. Miệng không vành á, thì nó méo mó. Quý vị thấy đang cái thúng thì nó phải có cái vành. Không có cái vành á, thì quý vị thấy là cái thúng nó không ra thúng, nó méo tùm lum ha. Cho nên cái miệng mình nó phải có cái vành, tức là biết giữ lại, biết giữ gìn miệng lưỡi, trong thâu là nó tung ra là rất là nguy hiểm. Việt Nam từ điển thì liệt kê ra có tổng cộng là 40 từ ngữ rất là hay liên quan đến cái lời nói không hay không đẹp. Tôi liệt kê. Thứ nhất là nói bậy, nói bóng, nói bừa, nói gió, nói mây, nói cạnh, đi đầu với nói khỏe, nói chăm, đi đầu với nói chọc, nói ghẹo, nói chơi, nó đi đầu với nói dại, nói khích, nó đi đầu với nói khoét, nói điệu, nó đi đầu với nói kháy, nói khích, nói khoét, nói hưu thì nó đi đầu với nói vượng, nói láo thì là nó đi đầu với nói léo. Rồi gì nữa? Nói lửng thì nó đi đầu với nói lơ, lửng lơ đó quý vị. Rồi gì nữa? Nói móc thì nó đi đầu với nói méo, nói phách thì nó đi đầu với nói phét, nói ra, nói vào, nói sáng, nói mê, nói thách, nói thức, nói trạng, nói tục, nói xàm, nói sở, nói sỏ, nó đi đâu với nói xiên, nói huyên thuyên và nói toạc mông hèo. Đó quý vị thấy, từ điển tiếng Việt mình liệt kê ra những cái từ mà không nên nói là rất là nguy hiểm. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là sách vở của đời. Nhưng mà còn Thánh Kinh, lời của Đức Chúa Trời thì dạy cho chúng ta về lời nói như thế nào. Sứ đồ Phi-rơ viết những dòng chữ này, viết những lời khuyên vàng này khi tín hữu, trong lúc ông viết thơ tín đó, họ đang đối diện với bắt bớ nè, với vu khống nè, với đánh đập nè, với xử tử nè, với nhiều hình thức mã lụy khác nhau.
Và dễ lắm vì bị bức xúc họ có thể nói cái điều evil, speak evil, tức là rủa xả, ngâm dọa, hay là nói những cái điều không có gây dựng. Và họ có thể căm ghét chính quyền, có những cái lời nói thóa mạ vân vân và vân vân. Vì vậy sứ đồ Phi-rơ khuyên các con gây Chúa: anh em muốn yêu đời, muốn thấy cái ngày tốt lành không, hãy giữ gìn miệng lưỡi, watch your mouth, và không có nói cái điều evil, tức là nói những cái lời gian ác, lời gian dảo. Nói những lời gian dảo tức là nói phóng đại, nói dối, nói gạt để gạt người và nhằm đoạt lợi về cho chính mình. Tất cả chúng ta đều biết rằng cái lưỡi lời nói rất là quan trọng. Và Kinh Thánh ví lời nói như thế nào quý ông bà anh chị em biết không? Ở trong Gia Cơ, Kinh Thánh ghi trong Gia Cơ đoạn 3 câu 2 và câu thứ 3, ví cái lời nói giống như cái hàm thiết dây cương. Mở cái hình thứ nhất. Ví lời nói giống như là cái dây cương. Quý vị thấy cái dây cương không? Đó, và con ngựa đó, cái dây cương và cái hàm thiết nó tra vào miệng ngựa rồi, thì người cởi con ngựa có thể điều khiển một con ngựa nặng mấy trăm ký đi theo ý của mình. Mà con ngựa mà nó không có dây cương, không có hàm thiết là nó chạy tứ tung hết, không có ai mà điều khiển được. Nhưng mà chỉ cần có cái dây cương, có cái hàm thiết đặt vào miệng nó rồi là kìm nó đi theo ý của người cởi. Và Gia Cơ đoạn 3 câu thứ 4 thì ví lời nói cái lưỡi giống như là bánh lái. Cái hình kế tiếp đó là quý vị thấy con tàu, thì con tàu rất là to lớn, nhưng mà chỉ có một bánh lái nhỏ bên tay phải đó quý vị thấy không, có thể điều khiển cả một con tàu đi theo cái hướng của người thuyền trưởng. Và chúng ta thấy Kinh Thánh ví lời nói giống như là cái bánh lái, nó rất là nhỏ nhưng mà nó điều khiển cả một con tàu. Và cũng trong Gia Cơ đoạn 3 câu thứ 5, ví lời nói cái lưỡi của chúng ta giống như là lửa, giống như là lửa, đốm lửa rất là nhỏ nhưng mà nó có thể thiêu cháy cả một căn nhà và thậm chí cả một khu rừng rộng lớn. Và sứ đồ Gia Cơ nói lời nói cái lưỡi miệng của mình, lời nói giống như là lửa. Lửa nó có thể làm cho chúng ta xua tan đi cái lạnh của mùa đông, nhưng mà lửa có thể thiêu trụi tất cả quý bà trẻ. Và lời nói của chúng ta có thể mang đến sự sống nhưng cũng có thể giết người, là nó có ý như vậy. Cho nên hãy hết sức cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình, vì sống hay chết là do cái lưỡi của mình. Thưa quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa thì phải nhớ rằng muốn thấy ngày tốt lành và yêu đời thì phải giữ gìn miệng lưỡi bằng cách như thế nào? Là don't speak evil, không có nói cái lời ác và lời gian dảo. Nhưng mà không nói cái đó thì mình nói cái gì này? Điều thứ hai, lời của Chúa dạy cho chúng ta đó là nói điều lành, nói cái điều gây dựng. Quý vị dở ra xem ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu thứ 29. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 ghi rằng: chớ có một lời dữ ra nào từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, nó một vài lời thôi, nhưng mà lời phải là lời lành, lời gây dựng, lời có ích. Phải không quý ông bà anh chị em? Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là hãy dùng lưỡi của mình để nói cái lời lành, nói lời kết lợi, nói lời gây dựng cho kẻ nghe. Thưa quý vị, người xưa thường dạy chúng ta như thế nào? Học ăn, học nói, học gói rồi mới học mở. Rất là hay. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Ăn là để sống, nhưng để sống đẹp thì việc trước tiên là phải học nói. Đương nhiên việc học nói là việc học suốt cuộc đời quý bà anh chị em, từ dễ đến khó, từ bập bẹ đến thành câu, thành đoạn, thành bài lưu loát, linh hoạt, thông minh, văn minh và lịch sự. Không phải ngẫu nhiên mà tục ngữ của Kim Đông Tây dạy cho chúng ta về lời nói văn minh lịch sự quý bà anh chị em. Bởi vì lời nói chẳng mất tiền mua, nghĩa là tự mình làm ra chẳng có tốn tiền gì hết cả. Nhưng mà dễ như vậy đó, nhưng mà phải biết lựa, tức là chọn lọc cẩn thận trước khi nói. Để làm gì? Để vừa lòng nhau, để được anh được ả, được cả đôi bên. Tại sao? Bởi vì lời nói gói vàng, lời nói gói vàng.
Ngược lại thì như thế nào? Lời nói mất gồng mất gánh, lời nói đòi máu, lời nói gói tội, lời nói chết cay gãy cành. Thánh Kinh dạy cho chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng lời nói là gió bay. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ hiểu nhầm ý là ô mình nói sao rồi nó cũng qua rồi, có ai ghi lại đâu. Lời nói không bao giờ, người đời họ nghĩ là người lời nói gió bay, nhưng mà chúng vì vậy có rất là nhiều người vô trách nhiệm trong lời nói của mình. Và quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta phải trả giá rất đắt cho cái lưỡi của mình nếu chúng ta không cẩn thận, không điều khiển, không nói lời lành, lời gây dựng. Người Trung Quốc có một câu nói là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nghĩa là một lời nói đã nói ra thì bốn con ngựa chạy theo cũng không kịp. Người phương Tây thì nói muốn nói thì phải đảo lưỡi mấy lần, 7 lần quý ông bà anh chị em. Và Thánh Kinh lời của Chúa dạy trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29, chỉ có chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đang nói không cần nói nhiều, nói vài lời mà phải là lời lành để giúp ích cho và có ích lợi cho người nghe đến. Câu hỏi đặt ra, lời nói của tôi có gây dựng quý vị không? Lời nói của quý ông bà anh chị em có phải là lời lành không? Có ích không? Có gây dựng cho người nghe không? Hay là khi họ nghe tới là họ lùm bụng lỗ tai, họ nghe tới là họ bất sợ luôn á. Có thậm chí có những người nói mà họ sợ đến nỗi mỗi lần giơ tay lên là thấy sợ, là sợ bởi vì sẽ nói không có gây dựng, nói làm cho người khác không có thấy thoải mái. Thì chúng ta sẽ thấy có những người chưa nói là người ta đã sợ rồi. Và Thánh Kinh lời của Chúa nói rằng chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đã nói chỉ cần vài lời thôi, nhưng mà nâng đỡ anh chị em này, chỉ cần vài lời lành thôi sẽ giúp ích cho người nghe và khiến cho họ càng phấn chấn bước đi với Chúa. Quý vị biết cái tổ chức ngoài đời là tổ chức Phù Luân Hội, họ có các thành viên trong cái hội này, họ có một cái tâm niệm và họ kết ước với nhau. Và mỗi khi nói điều này, điều nọ thì họ luôn luôn đặt ra cái câu thứ nhất như thế này. Mời cháu Quỳnh chiếu lên. Câu thứ nhất là is it true? Là điều đó có đúng không? Trước khi cân nhắc vấn đề, trước khi nói thì họ phải cân nhắc là điều đó có đúng không? Thứ hai là điều đó có gây dựng không? Is it building up? Có gây dựng không? Có khích lệ, có năng đỡ không? Và điều thứ ba, trước khi nói họ nói là is it worth repeating, tức là điều đó có đáng để chúng ta lặp lại không. Một cái tổ chức ngoài đời mà cái policy của họ dành cho các thành viên trước khi trở thành thành viên của họ phải ký vào và cam kết làm 3 điều, tức là trước khi nói coi thử điều đó có đúng không, trước khi nói xem thử điều đó có gây dựng không, trước khi nói lặp lại thì coi thử điều đó nó có xứng đáng hay không. Quý ông bà anh chị em ơi, tôi cầu nguyện xin Chúa cho mỗi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải hết sức cẩn thận như vậy đó. Chúng ta hãy nhớ một điều là lời nói của chúng ta rất quan trọng. Người Thái có một câu nói như thế nào? Lời nói là bạc, lời nói là vàng, mà lạc lời thì phải tội. Lời nói là bạc, lời nói là vàng, mà lạc lời thì sẽ phải tội á. Và học giả lễ ký đúc, ông đúc kết cả một cái kinh nghiệm sống của ông và ông nói một câu như thế nào? Xa chân thì chết đuối, sảy miệng thì chết oan. Xa chân thì chết đuối mà sảy miệng là chết một cách rất là oan uổng. Và thưa quý vị là con cái của Chúa thì phải nhớ rằng ai muốn yêu sự sống mình và thấy các ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi. Phải giữ gìn miệng lưỡi. Tại sao? Tác giả Châm Ngôn nói như thế nào? Tác giả Châm Ngôn nói ở trong câu đoạn 10 câu thứ 19 như thế này: ai thể lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Ai cầm giữ miệng mình, nghe có nhiều người miệng mình không thích giữ mà thích giữ miệng người khác mà chết đi nha. Hãy ai muốn cầm giữ được khôn ngoan thì phải giữ gìn miệng lưỡi của mình. Và đây là điều mà lời Chúa dạy cho chúng ta, lắm lời thì sẽ có rất nhiều những cái thiếu sót. Nói nhiều chừng nào thì sẽ có nhiều cái vi phạm chừng nấy, sẽ có nhiều cái thiếu sót chừng nào nấy. Nhưng mà khi chúng ta biết cầm giữ miệng lưỡi của mình thì tác giả Châm Ngôn nói đó là người khôn ngoan. Tức là cầm giữ không nghĩa là mình không có nói gì cả, nhưng mà mình cẩn thận trong lời ăn, trong tiếng nói. Nói có ân, nói có hậu,
Và sứ đồ Phaolô nói rằng lời nói anh em phải thêm thuốc độc vào, phải thêm muối. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nói sao mà nó mặn mà, nói sao mà nó ít lời, nó gây dựng. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô nói, chứ không phải là nói phải thêm thắt vô cho nó phong phú, cho nó bóng bẩy cho nó ấy. Không phải. Thêm muối có nghĩa là lời nói nó ngọt ngào, nó đậm đà, nó gây dựng, nó cơ ích. Bí quyết thứ hai, để có thể thấy ngay tốt lành và có thể sống an vui, sứ đồ lời của Chúa dạy cho chúng ta đó là lánh điều dữ, làm điều lành. Kinh Thánh dạy phải lánh điều dữ, làm điều lành ở trong câu thứ 11 phần A. Thứ nhất, trong cái phần này có hai vế nhỏ. Vế thứ nhất đó là lánh điều dữ. Lánh điều dữ có nghĩa là tránh xa, chạy trốn khỏi cái điều dữ. Đừng bao giờ thấy điều ác, điều dữ mà đùa giỡn. Quý vị sẽ thấy này, đừng bao giờ underestimate, tức là chúng ta đánh giá vấn đề quá thấp, quá nhỏ, quá tầm thường, rồi chúng ta đùa giỡn với nó. Nhất là tội lỗi, nhất là những điều ác, nhất là những điều dữ, nhất là những điều không gây dựng. Đừng bao giờ underestimate. Trong đêm qua thì ban thanh tráng có học về A-can, tuyển dân của Đức Chúa Trời bách chiến bách thắng, họ vượt sông Giô-đan như đi trên đất cạn, và tường thành Jericho có bao bọc bởi hai lớp tường, và lớp thứ nhất là dày 2 thước, cao 10 thước, lớp thứ hai dày 4 thước và cao 10 thước, và họ chỉ cần hô lên một tiếng thôi thì tất cả tường thành đều đổ ngã. Thế nhưng họ đã thất bại trước một thành nhỏ A-ki, bởi vì một trong những lý do đó là bởi vì underestimate. Họ nói ô cái thành này nó nhỏ quá, chỉ cần 3.000 người là đủ rồi, không cần phải kéo cả một tuyển dân lên. Và họ kéo 3.000 người lên là bị toa mạng này, thất bại liền. Và chúng ta biết đằng sau đó là bởi tội của mấy người, của một người mà thôi. Cho nên quý ông bà anh chị em, đừng bao giờ coi thường tội lỗi, đùa giỡn với tội lỗi. Quý vị thấy có ai, có ai mà để lửa ở trong áo mà không cháy không? Có ai mà đi ở trên lửa mà chân không phòng không? Và thánh kinh lời của Chúa dạy cho chúng ta trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 27 câu 8: há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phòng chăng? Đừng đùa giỡn với tội lỗi, đừng đùa giỡn với điều ác, e rằng người đó không những bị cháy áo phỏng chân mà là cháy đời đời trong quan mục. Cho nên đừng bao giờ đùa giỡn với tội lỗi. Thấy điều dữ, thấy điều ác, thấy điều không tốt, cách khôn ngoan nhất hãy lánh khỏi nó đi. Run for life better hơn là ở đó gia díu với nó, thì càng bị nó cuốn vào hết tội một tội hai, và cuối cùng chúng ta sẽ đánh mất cả cuộc đời của chúng ta. Chính vì vậy sứ đồ Phaolô có dạy như thế nào: bất cứ điều gì tựa như là điều ác thì phải tránh được. Bất cứ điều gì tựa thôi có nghĩa là nó, mình thấy nó lai lai tội thôi, nó lai lai tức là nó rất là nhẹ, cũng phải tránh đi. Bởi vì sao? Từ cái nhẹ nó sẽ tới cái nặng, cái nặng rồi nó sẽ tới cái to, cái lớn, và cuối cùng rồi nó kéo cả cuộc đời của chúng ta vào trong hồ có lửa, thì rất là nguy hiểm quý ông bà anh chị em ơi. Cho nên Kinh Thánh nói là phải tránh điều ác, và bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh. Và từ ngữ tựa như nghĩa là nó có vẻ như là điều ác, nó tương tự như điều ác, hoặc là nó lấp lánh giống như là điều ác, thì tác giả khuyên chúng ta, lời Chúa khuyên chúng ta là phải tránh đi. Và Châm Ngôn thì khuyên như thế nào? Châm Ngôn thì khuyên thêm cho chúng ta như thế này, trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 16: người khôn thì sợ và tránh khỏi điều ác, song kẻ ngu muội ở sắc sược và có lòng cậy mình. Người khôn thì sẽ sợ, không những tránh điều ác mà thấy điều ác là sợ. Nhưng mà người kiêu ngạo, người sắc sược thì như thế này: người kém khôn ngoan là cậy vào sức của mình. Và quý vị ơi, có biết bao nhiêu người tài họ đã đổ ngã bởi vì họ cậy vào sức của mình. Và tác giả Châm Ngôn khi nói câu này, ông cũng đã đi qua những trải nghiệm này. Vì vậy quý ông bà anh chị em hãy sợ, sợ điều ác, thấy điều ác là sợ, tránh khỏi.
Bởi vì chúng ta cấy mình để đắc thắng nó, chúng ta sẽ thất bại. Cho nên đừng bao giờ thấy điều ác và nghĩ rằng ô chuyện đó nhỏ, chắc sức mình vượt qua. Đừng bao giờ underestimate quyền bạn chị em. Tốt hơn hết, hãy lánh khỏi điều ác. Rồi, đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai, sứ đồ Phi-rơ khuyên là sau khi mình lánh khỏi điều ác thì mình phải làm điều lành chứ không phải làm điều dữ. Làm điều lành. Một người tin Chúa mà không có việc lành, không có điều lành, có nghĩa là tin Chúa mà không có đẻ ra việc lành, thì tôi xin thưa với quý cụ, quý bạn, cho em hãy xét lại niềm tin. Một người tin Chúa mà không sản sinh ra việc lành thì hãy xem xét lại mình có tin Chúa hay không. Mình có tin Chúa hay không? Người tin Chúa là người sẽ rất vui mừng để làm việc lành và sẽ sản sinh ra việc lành. Và tác giả và sứ đồ Gia Cơ nói rằng, cho nên kẻ biết làm điều lành mà không làm thế là phạm tội. Tuy nhiên chúng ta nhớ này, người tin Chúa phải nắm rõ vấn đề này, là đừng bao giờ nghĩ rằng tôi phải làm việc lành mới được cứu. Chúng ta được cứu để làm việc lành, và việc lành là sản phẩm của niềm tin nơi Chúa, chứ không phải việc lành nó đẻ ra niềm tin. Chúng ta thấy hai cái đó hoàn toàn khác. Người bên ngoài thì họ nói cho nó nào, phải làm việc lành, phải làm việc lành thì mới được cứu, phải làm công quả, phải làm công quả, phải làm công quả thì mới được lên niết bàn. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, phải có niềm tin nơi Chúa, và niềm tin nơi Chúa nó sẽ sản sinh ra việc lành, và việc lành là kết quả của niềm tin. Cho nên chúng ta hãy hết sức cẩn thận trong vấn đề này. Đừng bao giờ nghĩ rằng ô mình tin Chúa là đủ rồi, mình không có do nothing nữa. Không phải vậy. Tin Chúa thì nó sẽ sản sinh ra việc lành, việc tốt, việc lành, việc đức, việc hậu. Và đó là điều mà sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định cho chúng ta ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 10 như thế nào. Ấy chẳng phải bởi việc lành đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Để làm gì? Để làm việc lành. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 9 và câu thứ 8, câu 9 và câu thứ 9 và câu thứ 10, mình được dựng nên trong Đấng Christ, tức là chúng ta được cứu trong Đấng Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta đặng để làm theo. Cho nên chúng ta được cứu là để làm việc lành, chứ không phải làm việc lành để được cứu. Cho nên quý vị muốn yêu đời, muốn thấy các ngày tốt lành ở trên đất, muốn sống an vui, thì không có cách nào khác, đó là giữ gìn miệng lưỡi. Thứ hai, đó là lánh điều dữ và làm điều lành. Bí quyết thứ ba, đó là tìm kiếm và đeo đuổi sự hòa bình. Sứ đồ Phi-rơ nói ở trong câu thứ 11, ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo, nhưng phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình và đeo đuổi nó. Quý vị có muốn yêu đời không? Quý vị có muốn sống an vui không? Muốn sống an vui, muốn sống hạnh phúc, bí quyết thứ ba đó là hãy tìm kiếm và đeo đuổi cho bằng được cái đời sống hòa bình, an vui trong Chúa. Bây giờ cái điều thứ nhất sứ đồ Phi-rơ khuyên đó là tìm kiếm. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thế giới, trong một cái thời điểm mà xã hội rất là băng hoại. Những người gian ác thì không hề quan tâm đến hòa bình, đến đời sống thánh thiện. Họ chỉ muốn đạt được cái điều họ muốn, bất chấp hậu quả, bất chấp thủ đoạn. Tuy nhiên là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể như vậy được. Điều tôi và quý ông bà anh chị em cần tìm kiếm, đó là tìm kiếm và đeo đuổi cái sự hòa bình, sự bình an trong Chúa. Tại sao vậy quý ông bà anh chị em? Lý do Chúa đến trần gian đó là để làm gì? Quý vị có nhớ bài hát mà các thiên sứ hát tôn vinh Chúa Giê-xu khi Ngài hạ giáng không? Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho người thiện tâm. Quý vị thấy không? Chúa đến để đem hòa bình đến cho con người. Đang khi con người xa cách Đức Chúa Trời thì Chúa đến để đem con người hòa giải lại với Đức Chúa Trời. Đang khi con người hận thù nhau thì Chúa đến để đem con người đến lại với nhau, hiệp thông với nhau, yêu thương nhau, sống hòa thuận với nhau. Và đó chính là lý do lời Chúa dạy: hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giê-xu được giảng dĩ vào nơi rất thánh,
và được mở qua một cái đường mới và sống mà Ngài đã ngỡ ngang qua. Cái màn nghĩa là ngang qua xác của Ngài, ở trong Hebrew đoạn 10 câu thứ 20. Sứ đồ Phaolô cho chúng ta một cái lẽ đạo tại đây rất là độc đáo. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được giáng dĩ vào nơi rất thánh, vào đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác của Ngài. Chúng ta chưa tin Chúa thì chúng ta là những cái ốc đảo xa rời, khó có thể dung hòa với nhau được. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa không những trở thành cầu nối giữa trời và người, nhưng mà giữa người với nhau. Và trong Chúa Giêsu, chúng ta có thể là người Nam, người Bắc, người Trung, nhưng chúng ta là mấy? Là một. Và chính Ngài đã cột chúng ta, trói chúng ta lại chung với nhau, trở thành thân thể nhiệm màu của Đấng Christ. Cho nên thưa quý ông bà, chị em ơi, cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được ân sủng của Chúa dành cho chúng ta quá lớn. Tôi là ai, quý vị là gì mà được Chúa yêu thương, Chúa đem chúng ta lại với nhau. Đó chính là lý do khi chúng ta được ở trong nhà Chúa là một đại ân. Để tiếp tục duy trì giữ điều đó, thì mỗi người chúng ta thay vì tìm kiếm những cái vinh hoa tạm bợ phù du của thế tục này, chúng ta hãy tiếp tục đeo đuổi tìm kiếm sự hòa bình mà Chúa đã cho. Chúa cho rồi, bây giờ điều chúng ta làm đó là phải giữ gìn. Chúng ta thấy được cái giá mà Chúa trả để chúng ta có được sự hòa hảo với nhau, để chúng ta có được sự bình an, thì chúng ta phải giữ quý ông bà anh chị em. Bởi vì chúng ta không quý, không giữ thì chúng ta sẽ đánh mất. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta có rất là nhiều điều để chúng ta tìm kiếm, chúng ta đeo đuổi. Nhưng cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em tìm kiếm, giữ gìn cái sự hòa bình, sự bình an mà Chúa ban cho. Các tờ báo lớn tại nước Úc, trong đó có tờ The Advertiser, tờ The Age, có cho biết là có một nhóm người họ bỏ ra tổng cộng 15 năm trời để tìm cái mỏ dầu quý giá. Và cuối cùng sau 15 năm, hơn một thập niên, họ đã tìm ra một cái mỏ dầu gần với Perth, trên đường đi Nam Úc và Perth. Nó thuộc về địa phận của Nam Úc. Và người ta nói trị giá của cái mỏ dầu đó là hàng trillion dollars, tức là hàng ngàn tỷ đô la. Và các chuyên gia về hầm mỏ họ nói là đó là mỏ dầu lớn nhất từ trước đến giờ mới được khám phá. Và họ bỏ ra 15 năm trời để tìm cho ra cái mỏ dầu. Quý ông bà chị em, tôi thiết nghĩ mỗi chúng ta là con cái của Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải bỏ vàng như vậy, nhưng Chúa đòi hỏi tôi và quý ông bà anh chị em hãy tìm kiếm sự hòa bình trong Chúa. Hãy tìm kiếm sự hòa bình trong Chúa. Họ bỏ ra cả hàng 15 năm trời để tìm ra một mỏ dầu. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta, Chúa cho rồi, Chúa muốn chúng ta hãy giữ cái sự hòa bình, giữ cái sự hiệp một, giữ cái sự bình an mà Đấng Christ đã trả một giá quá đắt. Vì vậy, trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói như thế nào? Ở trong Ma-thơ đoạn 5 câu thứ 9: phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của ai? Con của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Ở trong Ma-thơ đoạn 5 câu thứ 9: phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, và sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Vì vậy, cầu xin Chúa cho chúng ta thấy, khi chúng ta đem sự hòa thuận lại với nhau, khi chúng ta làm nên sự hòa bình mà Chúa cho, tiếp tục tìm kiếm giữ lấy nó, thì Chúa kể đó là con của Đức Chúa Trời. Phần thưởng của người làm nên sự hòa bình, làm nên sự hòa thuận và được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Cái điều thứ hai sứ đồ Phi-rơ khuyên trong phần 3 này, đó là không những tìm kiếm nhưng mà phải chạy xin và pursue, tức là đeo đuổi cho đến cuối cùng. Lời Chúa cho chúng ta biết không những tìm kiếm hòa bình, không những giữ hòa bình, nhưng mà phải đeo đuổi cho bằng được. Quý ông bà anh chị, bằng mọi giá, khi có những xung đột, khi có những bất hòa, trách nhiệm của tôi, của quý ông bà anh chị em đó là làm sao để đem đến sự hòa bình, sự hiệp một, sự an vui giữa với con cái Chúa với nhau. Và trách nhiệm đó là mỗi một người phải đóng góp một bàn tay. Có những người khi hai người khác cãi, đổ dầu vô, khi thấy gió đổ bão vô nó, vô làm cho nó thêm nổ tung vấn đề lên. Quý ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời khuyên chúng ta không có nên làm như vậy.
Trách nhiệm của chúng ta là phải maintain, phải giữ. Trách nhiệm của chúng ta đó là phải chí sinh đeo đuổi cho bằng được, để đem đến cái sự hiệp một, đem đến cái sự hòa hảo. Có như vậy chúng ta mới có thể sống an vui những ngày trời trên đất mà Chúa ban cho. Tóm lại, để yêu đời, để hạnh phúc, để sống an vui, có ba bí quyết mà quý ông bà anh chị em và tôi phải cam kết để cùng đeo đuổi, cùng giữ với nhau. Thứ nhất, đó là lời nói. Lời nói thì phải như thế nào? Phải giữ gìn miệng lưỡi của mình, phải giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình. Thứ hai, đó là việc làm. Việc làm đó là gì? Lánh điều dữ, làm điều lành. Quý vị thấy lời Chúa cho chúng ta bí quyết rất là đơn giản, nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy nó đơn giản quá, chúng ta coi thường. Nhưng mà quý ông bà anh chị em hãy thực hiện. Thứ ba, đó là nó đòi hỏi cái thái độ. Thái độ đó là như thế nào? Phải có một cái thái độ khao khát sự hòa hảo, sự thuận hòa, thì mới có thể tìm kiếm, mới có thể đeo đuổi được quý ông bà anh chị em. Tại sao đây là ba bí quyết dẫn đến một đời sống an vui? Tại sao vậy quý ông bà anh chị em? Đây là bottom line của cái sứ điệp hôm nay. Và tôi muốn quý ông bà, về ông bà anh chị em về nhà suy gẫm. Đoàn kết của trong cái phân đoạn này đó là câu thứ 12. Quý vị hãy cùng xem ở trên cái screen. Ở trong câu thứ 12, vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa thì sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Quý vị hãy để muốn sống an vui, để lời cầu nguyện đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em đẹp lòng Chúa, thì mỗi chúng ta cần lưu ý ba điều. Lời nói, người biết giữ gìn miệng lưỡi thì được gì? Kinh Thánh nói là tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Thứ hai, việc làm, người không làm điều ác, làm điều lành thì sẽ như thế nào? Ngược lại, nếu như mà không làm việc lành, chỉ có làm điều ác, thì Kinh Thánh nói là mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Và thứ ba, đó là thái độ. Người có thiện ý hòa bình, thiện ý đeo đuổi sự hòa thuận, đeo đuổi sự hòa bình, đeo đuổi đời sống an vui, thì sẽ tìm kiếm. Và Thánh Kinh gọi như thế nào? Thánh Kinh cho biết cái phần tưởng đó là mắt của Chúa đói trong người đó. Cho nên quý ông bà anh chị em ơi, quý vị muốn lời cầu nguyện của mình được Chúa nhậm, quý vị muốn mắt của Chúa sẽ sắp lại nghịch mình, hay là sẽ đói thương đến cuộc đời của mình, thì chúng ta phải làm ba điều: giữ gìn miệng lưỡi, làm điều lành, lánh điều dữ. Và cái thứ ba đó là cái thái độ là tìm kiếm và đeo đuổi cái sự hòa bình trong Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên và hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện.